Chào, mình là Bảo Ngọc, YouTube channel. Và như các bạn cũng biết thì chúng ta có khá là nhiều những cái bài so sánh giữa hai chiếc điện thoại. Thế nhưng mình sẽ làm một cái bài so sánh nó hơi khác một xíu. Tức là mình sẽ làm bài so sánh giữa hai phiên bản của cùng một chiếc điện thoại. Đó chính là Xiaomi Redmi Note 5. Ta-da! Và mình sẽ so sánh giữa hai phiên bản của Xiaomi Redmi Note 5, đó chính là phiên bản RAM 3GB và RAM 4GB. Còn bây giờ cùng xem nhé. Và đầu tiên sẽ là tiền đâu, một yếu tố vô cùng quan trọng là giá cả. Với phiên bản 3GB RAM có mức giá tiền là khoảng 4,4 triệu, còn phiên bản 4GB RAM sẽ là tầm 5,2 triệu, tức là chênh lệch cũng không quá nhiều, tầm khoảng từ 800 đến 1 triệu. Thì mình thấy là cái mức chênh lệch giữa hai phiên bản nó cũng không có quá là nhiều, nên bạn nào mà muốn nâng cấp lên thì hãy mạnh dạn đầu tư nha. Và điểm thứ hai thì mình muốn nói đến đó chính là cả hai máy nó không có một cái gì nó quá là khác nhau cả. Tức là chúng ta vẫn sẽ có con chip là Snapdragon 636 này, rồi màn hình IPS 5.99 inch, rồi phân giải Full HD Plus, rồi camera kép 12 megapixel, 5 megapixel, cũng như là camera selfie 13 megapixel, rồi còn có thêm là viên pin 4000 mAh, vân vân và vân vân. Nói chung tóm gọn lại là cả hai phiên bản này chỉ khác biệt nhau là ở cái mức RAM và ROM mà thôi. Tức là với RAM 4GB chúng ta sẽ có 64GB ROM. Vậy thì câu hỏi rằng có nên mua bản 4GB hay không? Hoàn toàn có. Mình có 3 lý do sau. Đầu tiên là mình thấy là cái lượng RAM mà dư dả hơn, mình cũng có thể thoải mái mở trục tác cùng một lúc, cũng nên nó sẽ đa nhiệm tốt hơn. Rồi bạn nào mà chúng ta thích chơi game ấy thì có thể nói là hiệu năng nó cũng sẽ mượt mà nhanh chóng hơn rất là nhiều. Và thứ hai là mình thật sự mình không thích dùng cái thẻ nhớ ngoài microSD. Phải cắm ra cắm vào, rồi có khi cắm ra cắm vào nhiều quá nó còn hư thẻ, rồi mình lại mất tiền nữa. Và với dung lượng lưu trữ 64GB thì mình thấy là mình có thể lưu trữ ti tỷ thứ, hàng nghìn tấm ảnh selfie rồi video clip các kiểu. Chứ mà mua cái bản 32GB ROM đi thì nếu mà dùng hết thì lại phải vất vả tốn công đi ra ngoài mua một cái thẻ nhớ microSD nữa, rất là phiền phức và tốn tiền nữa. Thà tốn tiền một lần luôn cho rồi, đúng không nào? À, và bạn nào mà chúng ta đang có nhu cầu muốn mua thêm thẻ microSD thì hãy tham khảo đây nha. Ở Bạch Long Mobile đang bán thẻ microSD với mức giá khá là rẻ, 330.000 đồng mà thôi, 32GB luôn đấy. Bạn nào có nhu cầu hãy tham khảo nhé. Thế là ở bên dưới đây nè. Cuối cùng sẽ là cái mức chênh lệch giữa hai phiên bản. Mình thấy là 800.000 nó cũng không có quá nhiều để cho mình có một cái sự lựa chọn tối ưu hơn là 4GB RAM so với 4GB ROM. Và mình cũng không có phải cần tốn tiền mua thêm cái thẻ nhớ, cũng đã có 300.000 rồi. Nên là hoàn toàn xứng đáng cho cái mức RAM dư dả và ROM dư dả này. Và vừa rồi chính là những cái ý kiến cảm quan của mình về hai phiên bản này thôi, tức là mình sẽ chọn phiên bản 4GB. Còn các bạn thì có thể tham khảo ý kiến của mình cũng như là xem lại coi là cái nhu cầu cá nhân của mình thế nào để có thể chọn lựa được giữa phiên bản 3GB RAM và 4GB RAM nha. Và nếu như bạn có ý định muốn mua em này thì hãy nhanh chân đến với Bạch Long Mobile, bởi vì ở đây có vô số những khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Đầu tiên sẽ là chương trình quay lòng cầu có thể hoàn tiền 100% luôn, hoặc là có thể trúng những cái phần quà như là loa TV mini JBL, cũng như là giảm 50% gói bảo hành mở rộng 1 đổi 1 và gói rơi vỡ chống nước nữa. Và gần đây thì cũng có một cái em đối thủ cạnh tranh khốc liệt xuất hiện, đó chính là Asus Max Pro M1. Giữa Redmi Note 5 và Max Pro M1 thì thực sự là nó có khá là nhiều điểm chung với con chip Snapdragon 636 này, rồi màn hình cũng 5.99 inch luôn, và camera cũng không có cái gì mà nó quá khác biệt nhau cả. Và mình sẽ làm một cái bài so sánh thật là nhỏ giữa Xiaomi Redmi Note 5 và Max Pro M1 để các bạn có thể thấy được là em nào phù hợp với mình nhất. Đầu tiên sẽ nói đến là em Redmi Note 5 này. Nó có những cái ưu điểm như sau. Redmi Note 5 có cái giao diện là MIUI với khá là nhiều tùy biến hay ho. MIUI sinh ra để dành cho smartphone Xiaomi nên tiện thích nhiều hơn. Và chúng ta cũng sẽ có camera selfie đẹp, chụp chiếu sáng tốt hơn, cũng là giao diện đẹp mắt hơn nhiều. Còn về nhược điểm thì Redmi Note 5 sẽ có dung lượng pin ít hơn, chỉ là 4000 mAh mà thôi, và giá cũng cao hơn một chút đỉnh so với Max Pro M1. Còn với Max Pro M1 mình thấy là có một vài cái ưu điểm như sau. Đầu tiên là mức giá có phần nào nó mềm mại hơn, bởi vì em này nó vừa mới ra mắt thôi nên là có những cái flash sale này cũng như là những cái khuyến mãi từ nhà phân phối. Và mức giá hiện tại mình nhớ được trong các flash sale nó sẽ dưới 4 triệu, tầm 3 triệu 990 hay sao ấy. Nó vô cùng là hời luôn.
Và ngoài ra thì máy cũng sẽ hỗ trợ quay phim 4K, rồi pin cũng cực trâu, 5000 mAh, dùng được lên tới 2 ngày. Và màn hình cũng hiển thị màu sắc trung thực hơn. Và nhờ việc sử dụng là Android gốc Android One nên là máy sẽ được cập nhật nhanh chóng. Còn về nhược điểm thì Max Pro 11 có một vài nhược điểm như là cái giao diện gốc Android One thì nó rất là nhàm chán, kiểu là không có những cái tùy biến hay ho như là MIUI, cũng như là camera của nó thì chụp ảnh thiếu sáng có phần kém hơn. Và mình hy vọng là sau khi xem xong các bạn có thể tìm cho mình được một chiếc điện thoại khá là ưng ý trong vừa tầm giá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha, bye bye. À và hãy nhớ là các bạn nào mà chúng ta đang muốn mua điện thoại thì hãy check link ở bên dưới nha. Giá vô cùng hấp dẫn luôn.